Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin nóng mỗi ngày. Hàng triệu bọ rùa xâm chiếm bãi biển Anapa ở vùng Krasnodar đang bị bao phủ bởi những con bọ rùa tí hon sau sự kiện sinh sản hàng loạt 10 năm có một. Những cảnh quay được chia sẻ trên Strofum hôm 20 tháng 7 cho thấy những đàn bọ rùa phủ kín bãi biển Anapa ở vùng Krasnodar phía nam nước Nga. Theo các quan chức địa phương, đây là sự kiện hiếm gặp nhưng không bất thường. Cứ 10 năm một lần vào mùa hè loài côn trùng này lại sinh sản hàng loạt dẫn đến bùng nổ số lượng. Người dân địa phương cho biết, đợt bùng phát này có đến hàng triệu con. Bọ rùa được xem là côn trùng hữu ích vì giúp tiêu diệt dẹp phá hoại mùa màng, nhưng sự xâm lấn của chúng đang gây phiền toái cho những người đi biển tại Anapa, nơi có 100.000 người đến nghỉ mát từ đầu tháng 7 theo Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga, Ator. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Đừng quên like video và đăng ký kênh để giúp kênh phát triển nhé. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.